Chú nghe Khiêm. Ừ thì chú nói chuyển 5 triệu. Cái gì? 50 triệu? Ai chuyển? Lại thằng Ngọc. Thôi thôi, chú biết rồi. Ngọc ơi là Ngọc. Kêu thằng Ngọc lên đây cho tôi. Dạ, anh Ngọc nó đi tham quan công ty đối tác rồi về nhà luôn rồi. Trời ơi Ngọc ơi là Ngọc. Phó giám đốc ơi là phó giám đốc. Mày muốn chết hả? Mày... Có chuyện gì vậy bà? Mày phá vừa vừa tôi, phải không? Mày chạy hả? Mày nhắm mày thoát khỏi cái phòng này không? Hả? Gì vậy bà? Mày hỏi cái gì nữa hả? Tao nói mày gửi tiền quan trực, mày gửi chưa? Tao gửi rồi mà. Tao gọi nói mày gửi 5 triệu mà mày gửi 50 triệu. Ngọc, mày đứng lại. Bà ơi, bà. Mày chạy hả? Dạ. Mày là cái thằng phá hoại. Mày chạy phải không? Bà ơi, bà ơi. Tao nói mày đứng lại. Bà. Mày đứng lại. Bà. Bà ơi. Bà ơi. Bà đừng có như vậy mà bà. Bà nghe con nói nè. Bà ơi. Mày không đứng lại. Mày đừng có hỏng bà nhà này. Dạ không. Đứng lại. Đứng còn sao? Đứng lại. Bà ơi. Bà. Mày cả. Mày ngon mày chạy luôn đi. Có ngon mày về. Mày mà về hả? Tao quánh mày cho vợ mày nó nhận không ra mày luôn á. Trời ơi. Ủa anh Ngọc. Tâm Y. Dạ. Là anh Biểu. Một hồi nữa chắc thằng Ngọc nó sẽ mò về. Con khóa cửa cẩn thận, không cho nó vô, nghe chưa? Dạ. Còn nữa, nếu mà nhìn thấy nó, báo cho biết liền. Dạ, con biết không? Ừ. Gái thật xinh đã đến và hôn vợ môi của tôi. Xương quá trời quá đất. Xương quá trời quá đất. Cô gái đó là em đúng không? Chứ ai nữa. Ừ, bố xa hai đứa. Ủa, đi đâu mới về? À, đi ngoài cái tí việc đó mà. Mày sao nay về trễ vậy? À, tại vì... Anh ơi, anh vô đi. Chào mọi người. Chào anh. Ủa, anh này phải là cái anh hôm bữa bị cháy cái áo không? Ủa, anh Ngọc. Cô giáo, cô giáo ở đây hả? Dạ đúng rồi. Ờ, thiệt là ngại quá. Ủa, mà anh ai qua đây thì biết được. Ờ, Ngọc. Dạ. Sao cô lại đến đây vào giờ này? Công nhận nhà cô đẹp ghê ha. Cổ điển mà tinh tế nữa. Nhưng mà mấy nhà này ở mình sợ ma lắm không? Có gì đâu mà sợ ma chứ. Ở đây đông người vui mà. Dạ đúng rồi. Ủa sao con lại đến trễ vậy? Dạ con với ba con bất đồng một số chuyện ở công ty. Cho nên cô cho phép con ở đây vài ngày nha cô. Không sao đâu. Con được khách sáo. Cô đồng ý mà. Nhưng chỉ có điều là ở đây hơi bất tiện một chút đó. Dạ không sao đâu cô. Con cảm ơn cô trước nha. Nhưng mà nếu được á, cô gặp ba con, cô đừng có nói là con ở đây nha. Cô biết rồi. Julian. Dạ. Con có bộ đồ nào cho anh mượn đỡ nha. Quý madam, có liền. Anh, theo em. Dạ, đi thay liền. Dạ, đi thay liền. Dạ, chào cả nhà. Dạ. Dạ. Hôm bữa tôi gặp ông ở công viên á là tôi thấy thích rồi. Mà lần này á càng nhìn ông càng đẹp trai nha. Ồ, đẹp trai, dễ thương mà đã vậy á tính còn hiền nữa chứ. Ảnh được mệnh danh là Ngọc Sama. Nhiều khách hàng làm gì cái ảnh á, đặc biệt là khách hàng người Nhật thích ảnh lắm á. Nhìn cậu ấy ai mà không thích chứ. Ở độ tuổi đó mà được như vậy là quá hấp dẫn rồi. Trời, con là con trai mà con còn thích ổng nữa, nói chị ai. Mạnh Ngọc á, tốt thiệt á. Những người yêu thích Minh Ngọc. Anh đang ở nhà của Julian. Tối nay anh ở đây một đêm nha. Chú ơi, sao người chú thơm quá vậy? Kết chú rồi đó nhé. Thành viên mới Harry. Ha
Ủa cô hả? Con xin lỗi cô. Hết hồn hết vía. Tại con mặc nguyên bộ đồ trắng, con tưởng con ma trong này nhảy ra ngoài. Giờ này vẫn chưa ngủ sao? Dạ xin lỗi cô, tại con chưa buồn ngủ, coi phim ma chút xíu sợ và dễ ngủ. Dạ con ngủ trước nha cô. Quỳnh thiệt đó, không muốn ngủ phải để người khác ngủ chứ. Người gì đâu mà vô ý vô tư quá vậy. Lễ liễu rút khỏi danh sách. Có ai trong đó không? Có ai không? Ủa? Sao kỳ vậy ta? Gõ cửa không ai lên tiếng hết, mà cửa là khóa. Ủa anh Ngọc, cái cửa bị hư rồi. Hả? Nếu mà anh muốn mở á, thì... Hay vậy hả? Đúng rồi, cái sải này. Cửa toilet giống thùng ATM như quẹt thẻ mở được hả? Cảm ơn nha. Dạ, chào cô. Ừ, đêm qua con ngủ có ngon không? Dạ, cũng được cô. Mà hình như cô có vẻ mệt mỏi quá vậy. Đù tréo suốt đêm ai mà ngủ cho được. Dạ. À thôi, cô đi nha. Dạ, con chào cô. Hai người đang làm gì vậy? Chơi giật tay hả? À ừ. Đúng rồi, giật tay. Tiếp nè. Lại ha. Không thua đâu. Rồi. Để tay gì sao đúng, thua phải rồi. Em phải để tay cho chuẩn cái chỗ này nè. Chuẩn chỗ này là chỗ nào? Ừ, cho, đây nè, ví dụ đây ha, phải chuẩn vậy nè. Chứ để cái tay nó lệch để làm thua, hiểu không? Quốc ơi, gì? Có điện thoại kìa. À, ừ. Đợi tôi đi. Tôi lên nghe điện thoại xong xuống. Tôi có cách để tay mới là chết với tôi. Rồi, đợi ông nha. Julian. Dạ. Chơi với anh đi. Ngày xưa còn đi học á, anh là vô địch giật tay đó. Ờ, ok anh. Vô ha. Từ nha, để mở 2-3 nha. 1, 2, 3. Ôi da. Rồi sao mà giật nhanh quá vậy? Chơi lại lần nữa nha. Chắc em cũng phải chuẩn bị đi rồi, tại em có xíu việc á. Chơi lại lần nữa thôi, đâu có tốn nhiều thời gian đâu. Đi làm lại lần nữa nha. Từ từ nha. Anh đếm quá nha. Dạ rồi, em xin phép em đi nha. Khoan. Chơi với anh thêm một lần nữa nha, lần dạ. Cuối. Em trễ lắm rồi anh, một lần chơi một lần cuối nữa thôi nha. Một lần cuối của anh nãy giờ là 1 tiếng đồng hồ rồi. Anh hứa bây giờ một lần cuối thiệt á nha. Một lần nữa nha. Ừ, một lần nữa. Từ từ nha. 2-3. Dạ rồi, em xin phép em đi nha anh Ngọc. Khoan, dạ. Ngồi xuống. Cái gì nữa vậy anh? Em trễ lắm rồi. Tại sao lại có thể có một người đàn ông mạnh đến như vậy được? Chơi với anh thêm một lần nữa. Dạ thôi. Một lần này chắc chắn là anh sẽ thắng em nè. Một lần cuối cùng thôi, anh sẽ thắng em thiệt á. Rồi một lần cuối cùng nha. Ừ. Rồi. Từ từ nha. Từ từ nha. Đếm nha. Em đếm nha. 1, 2, 3. Dạ rồi, anh thắng rồi, em đi nha. Ngồi xuống. Nhanh Ngọc. Anh kêu là anh thắng là em đi mà. Chờ Giang nha. Rõ ràng là em giả bộ em thua. Làm sao mà thắng dễ dàng gì được. Bây giờ chơi danh thêm một lần nữa đi. Chơi một lần cho đàng hoàng vô. Rồi em đi đâu em đi. Một lần nữa thôi. Rồi một lần cuối cùng em đi đâu em đi nha. Ờ. Không có chơi Giang, không có nhường nha. Tính anh ghét ai nhường lắm á. Từ từ nha, đếm đàng hoàng nha. 1, 2, 3. Dạ rồi, sẽ phép đi nhanh Ngọc. Hai. Cái gì đấy vậy? Trời ơi! Julie.
Ben rút khỏi danh sách. Quốc Quốc Quốc, cho anh mượn cái thẻ quẹt cửa toilet cái nha. À, cái thẻ hả? À, đây. Đây nè. Cảm ơn em nhiều. Dạ. Anh trả thẻ. Anh làm gì kỳ vậy hả? Ủa, chuyện gì em? Em đang tắm, tự nhiên ổng mở cửa xong vô, thấy người em hết trơn rồi nè. Không phải vậy đâu. Sao? À, cái này ra đi. Mình tưởng không có người trong cho nên anh mới mở cửa vô. Người ta tắm mà không có người thì ra mượn cái thẻ của tôi là vô coi nghĩa tôi tắm được không? Không, bình tĩnh nghe em nói nè, anh không có thấy gì hết đó, tôi thiệt á. Là sao? Anh chỉ thấy có cái lưng không à? Muốn cà hả? Thêm hai người rút khỏi danh sách. Em thấy chương trình này hay không? Ê, hai người chơi domino với em đi. Thôi, không ai chơi với người ăn gian như em á. Bà chơi với tôi đi. Bộ tính dụ tôi này vậy, đừng có mơ. Hai người kỳ cục quá à. Tôi chơi ăn gian có một lần thôi chứ bộ. Một lần thức tính, dạng lần thức tinh. Chương trình này vui quá. Có sao mọi người? Chào anh. Ủa mọi người coi gì vậy? Vui đi anh. À, chơi giật tay với anh nha. Dạ dạ, em chào anh Ngọc. Mọi người chơi gì vui vậy? Đi em. Gì vậy? Sao coi tivi nữa kìa? Anh Thái. Anh lụm cho. Dạ, cảm ơn anh. Ồ, domino này của em hả? Dạ, đúng rồi. Vậy chơi với anh Giáng nha. Dạ. Trọng nhị. Tới anh á. Đầu lục, đầu nhị hả? Ừ. Sao? Sao ta? Giờ lỡ bóp mà không có là ôm điểm nữa. Vậy anh báo không? Hay là anh đi hay anh thua? Từ từ em, để anh suy nghĩ chút. Cái cờ này nó bác học, nó thâm thúy lắm. Sao ta? Lỡ bóp mà không có là ôm điểm nữa. Anh bóp nha. Rồi thôi anh bóc, để anh bóc. Thì trước sau không phải bóc chứ mà lại ngồi gì hoài. Mà thôi đi, lỡ bóc không có ôm điểm nữa. Trời ơi, vậy cuối cùng anh quyết định thì sao? Từ từ để anh suy nghĩ chút xíu em, cờ này nó thâm thúy lắm, nó bác học dữ lắm. Em ấy đang cầm lá gì vậy ta? Nếu mình bóc nữa thua thì sao? Không được, không được manh động. Phải suy nghĩ cho thật kỹ mới được. Sao ta? Cuối cùng anh quyết định sao? Vậy anh bóc bài hay là anh thua hay là anh đi? Để em biết đường em đi. Em đợi nửa tiếng rồi đó. Từ từ đợi chút xíu đi em. Cờ này nó thâm thúy uyên bác lắm. Em không có dội được đâu. Nhiều khi một nước cờ phải suy nghĩ nửa tháng mới đánh ra đó. Trời ơi. Thôi giờ bóp đi chứ sao, không lẽ giờ giờ ngồi về hoài. Nhưng mà thôi đi, lỡ bóp không có ôm điểm nữa. Còn duy nhất một mình con chó. Bà tới xong báo trước. Không có gì quan trọng đâu, có chút chuyện muốn nói với ông thôi. Chuyện gì? Chuyện thằng Ngọc, con rể của ông đó. Thằng Ngọc hả? Nhà đi đâu hết trơn trời, không còn ai vậy. Hây, chán thiệt chứ. Cũng ai còn mày. Qua đây giật tay với tao nè.
đi qua đây. Cái gì vậy, cái gì vậy, tôi buồn ngủ. Đi mà, đang ngủ mày đó. Đi, còn có mình mày thôi đó, đi. Làm gì mà kéo tôi như chó vậy? Đi lên trên này nè. Đi lên trên này. Thôi thôi. Ây trời ơi, nhạc thở. Thấy là hết thích trà nội rồi. Ê, hứa gì? Chết. Chẳng mình hoài. Anh Ngọc ơi, anh coi TV xong chưa cho em coi được không? Ừ, đợi anh chút nha, trận banh này đang hay quá, anh coi chút xíu nữa nha. Dạ. Đúng rồi. Chẳng hoài luôn. Ngọc! Mày đâu rồi? Ngọc! Ba tôi tới, ai nói tôi ở đây vậy? Trốn, bây giờ có chỗ nào trốn kỹ không, kín không? Không có liễu. Cảm ơn nha, nhớ đừng có nói ba tôi trong này nha, nhớ nha, nhớ đó. Ngốc! Mày đừng có thấy thằng Ngọc đó không hả? Nó rồi. Trung mày đi, ba con không về đâu. Trung mày đi, ba con không về đâu. Tao cho mày ăn đạp bây giờ, đi về. Con không về đâu mà, con không về đâu. Mày lít, đi về với tao. Không, con không về đâu. Gì vậy nè? Ba buông con ra đi. Tao không buông, đi về với tao. Khoan, con có điện thoại. Không có nghe cái gì hết. Đi. Khoan, từ từ quá. Tôi đi rồi, mọi người đừng có buồn nha. Bye bye. Mày. Từ từ bye.